thích hoàng hôn không? Nhiều người nói rằng hoàng hôn tuy đẹp nhưng mà buồn, vì nó đại diện cho một sự kết thúc, chỉ đẹp trong giây lát rồi nhường chỗ cho màn đêm u tối. Nhưng mà mình nghĩ á, trên đời này thứ gì rồi cũng phải kết thúc. Một bữa tiệc, một mối tình, một đời người, thứ gì rồi cũng phải đến lúc chấm hết.